Xin chào các bác. Ở đây đúng như đúng theo hẹn thì em đã làm cái video clip này, cái hình cho các bác như cái bông hoa phi điệp bắt đầu mới nở trong khu vườn của em. Thì các bác thấy đây, cây này mới sáng ra mà nó căng như này rồi. Đấy. Mới nở nha, hôm nay mới bung hôm nay rồi nó đã căng đét như này. Cánh bay như này. Rồi. Cảnh sát rất là đẹp luôn. Đó. À, 1 2 3 4 5 6. Có 6 bông. À, đặc biệt ở đây em muốn chia sẻ với các bác đó là nó nở tự nhiên nha các bác nhá. Em trồng theo một cách tự nhiên, không có kích gì cả. Chỉ có cái bông phú thọ này thì khi em lấy mua về thì họ đã kích hoa sẵn rồi, họ kích hoa sẵn để họ bán cây. Thì cũng chính vì thấy hoa thì em mới mua cây. Đây là năm cây trắng phú thọ nha các bác nhé, hoa rất là đẹp luôn. Hoa rất đẹp, đang có hình như cây này em chia sẻ cái video clip cho các bác gần đây rồi. 1 2 3 4 mầm gốc rất là đẹp, rất là lực đấy. Nhưng mà em chưa bán cây này, cây này để em để làm giống nha các bác nhé. Đấy, vườn chỉ có mỗi cây này thôi. À, tất nhiên là sau này sẽ chia sẻ cho các bác sau. Bây giờ cây nó đang yếu, với lại giống em không có nhiều, cho nên là cây này em để làm giống đã. Đấy, còn những cái chậu phi điệp hàng rừng này thì các bác thoải mái mà liên hệ, các bác đặt mua bên em. Đây là cái chậu nở hoa đầu tiên. Để em nói về những cái cây tự nhiên hàng rừng nhé. Còn những cái cây hàng công nghiệp như là phi diệp trắng các kiểu nhà em vẫn bán từ trước đến giờ rất là nhiều. Đấy, rất đẹp các bạn ạ. Vừa mới nở hôm nay hôm đầu tiên mà nó đã bung, tức là nó đã bay ra như vậy rồi. Không biết là bông này có phải bay 24 giờ không, nhưng mà em nghi. Thường đây này, như cây 5% phú thọ này bung hôm nay ngày hôm thứ hai rồi mà cánh nó vẫn chưa được bay như cánh đấy này. Không đến nỗi là bay cong quan tít đâu, nhưng mà ý em muốn nói là nó cũng phải bay hơn đây một chút. Đấy, cái hôm này cái bông này là hôm đầu tiên mà đã bay như vậy rồi. Đấy, các bác nhìn thấy rất đẹp. Cái điểm khác biệt giữa cái hàng công nghiệp và hàng rừng ấy thì là nó cánh nó bay như vậy này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy nó, tức là cái năm cái cánh nó gần như là tách rời hẳn cho cái lưỡi chồi ra đằng trước. Đấy. À, tí có với mấy cái bông công nghiệp bên kia em sẽ ghi hình cho các bác luôn để cho các bác so sánh. Cái video clip lần này em chỉ quay đúng hoa phi điệp cho các bác thôi, không quay huyền thuyền linh tinh. Cây này thì chắc là nó ra một số mầm nhưng mà chắc bị con gì ăn tiếp rồi. À, bị ăn rồi. Tới này khả năng nó sẽ ra tiếp. Vậy tại vì còn mấy cái mắt ngủ bên dưới gốc rồi các bạn. Đấy, cây này đang có nụ này. Đây đang có nụ chiếu bung, chưa biết hoa như nào. Đấy, đây là cây đầu tiên trong vườn nhà em nhé. Thì trước đây em trồng cái vườn cũ thì nó trốn hoa rất là nhiều. Tại vì là không đủ điều kiện chăm sóc. Khi em chuyển sang nhà bên này, bên Lê Quang Đạo thì nó ok hơn. Năm nay khả năng là cho các bác xem hoa còn dài rất là nhiều. Đây em so sánh cái mặt bông của nó với hàng gọi là hàng công nghiệp cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này, bông hoa công nghiệp này.
cái lưỡi với lại môi, mắt môi các kiểu của nó rất là đẹp đây. Các bác nhìn thấy lông lông lá rất là đẹp luôn, nhưng mà cái cánh của nó không bao giờ được gọi là căng và bay như thế này cả các bạn đấy. Nó không bao giờ được bay như này luôn. Cho nên là cái giá trị của cái hàng phi điệp nó đắt ở cái chỗ đấy. Đấy, các bác nhìn hàng công nghiệp này nó ủ rũ này. Đây là nở mấy ngày nhá các bác nhá. Đây cho các bác thì cả xem những bông sắp tàn này, nở sắp tàn này. Đấy. Nở cùng thời điểm luôn, buổi sáng này. Bây giờ em quay đang ghi hình nó là 8 giờ sáng này. Thế mà nó chỉ được như vậy thôi. Đấy. Đây, bông này, cái này có thể được coi là khá là căng rồi đấy. Đấy, bông này được coi là khá là căng. Đấy, nhưng mà nó cũng chỉ như vậy thôi. Như này là khá căng đấy các bạn ạ. Đây là phi điệp Thái Lan. Thái Lan em nghĩ là họ nhân giống theo kiểu công nghiệp. Khá căng. Đấy. Nhưng mà nhìn nó bông này còn khó, hơi khó phân biệt. Chứ có bông rất dễ phân biệt. Đây này các bạn này. Đấy, như bông này mà em vừa ghi hình xong này. Đấy, cái thể loại này nhìn là biết ngay nó gần gần giống như là hoa trầm. À, bông này cũng khá căng, khá bay này. Đấy, còn cái thằng phi điệp rừng ấy nó bay cả cánh cánh đài các bạn. À, cánh vai. Nó không những bay cánh đài mà nó cũng bay cả cánh vai nữa cơ. À, chia sẻ với bác nào chưa biết luôn này. Đây là cánh đài này, ba cánh đài này. Đấy, nó xếp rất là cân đối. Còn hai cánh này là cánh vai này. Phi điệp rừng này nó bay cả cánh vai nha các bác nhé. Thường là thế thôi, không phải 100%, nhưng mà thường là đây này, nó quăn tít vào luôn đấy. Bác thấy rất đẹp rồi. Nó bay, tức là nó bay cả năm cánh luôn. Còn cái thằng công nghiệp này thì thường thường nó cùng lắm nó chỉ bay khoảng 2-3 cánh đài thôi. Đấy, đấy là cùng lắm thôi. Thường là thế. Còn em cũng chưa gặp cái trường hợp nào là công nghiệp mà nó bay giống như là cả cái phi điệp rừng này cả. Em xin chia sẻ với bác nào mới tập chơi và các bác nhận diện mặt hoa, hàng tự nhiên với hàng không tự nhiên nó là như vậy. Đấy là em chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân và kinh nghiệm của em thôi. Còn cũng có thể là đâu đó có những cái bông nó ngoại lệ hay là như em chưa gặp thì em cũng không biết được. Đấy, chia sẻ với bác nào tập chơi thì có thể là ví dụ các bác đi mua hoa chẳng hạn, các bác muốn mua hàng tự nhiên chẳng hạn thì các bác sẽ phân biệt bằng cách đó. Đấy, không thì bây giờ lừa đảo rất là nhiều các bác ạ, nguy hiểm lắm. Đấy, hàng công nghiệp nó kiểu kiểu như vậy. Cái bông này suýt nữa thì không có mắt các bạn. Đấy, suýt nữa thì không có mắt. Bông rất đẹp. Cái cây Phú Thọ của em thì là mũi nó trắng nha các bạn nhé. Mũi nó trắng. Tại vì em biết là một số cây Phú Thọ khác nữa cũng là cây Phú Thọ nhưng mà nó mũi nó hơi hồng hồng. Hơi hồng hồng thì nó lại không có giá trị bằng cái cây mũi trắng này các bạn. Đó, cái mũi trắng được coi là chuẩn Phú Thọ hơn. Đấy, giấy chê lan họ coi là như vậy. Đấy, bông này mới bắt đầu bung. Hôm nay bắt đầu bung. Còn bé. Đúng là đẹp tuyệt vời các bác. Quá đẹp luôn. Bây còn là 1, 2, 3, 4 là 3. Còn 3 nụ nữa.
chính thức là còn 3 nụ nữa đang chuẩn bị bung. Em để cái thân này nuôi hoa luôn này, các bạn này. Để thân này nuôi hoa luôn, chả ngại luôn. Kệ nó bị hoa ăn hết chất dinh dưỡng, kệ nó, không sao cả. Em còn 4 mầm gốc này. Với lại cây này em muốn chia sẻ hoa cho các bác. Để ví dụ như sau này chia sẻ các bác giống, chia sẻ lại giống cho các bác thì có cái video clip này chứng minh là cái cây này đã hoa như vậy này. Đấy. 5 cành trắng Phú Thọ hoa chuẩn, mặt hoa chuẩn, mũi trắng, không hồng tí nào luôn. Còn những cái tiêu chí khác thì các bác có thể tự tìm hiểu. Ví dụ cánh đài, cánh vai như nào đấy, thì tại vì đây là gần như là một cái bông quốc dân, ai cũng biết. Có khi nhà các bác còn nhiều hơn nhà em. Chẳng qua là thôi thì vấn đề là chúng ta muốn chia sẻ cho nhau thế thôi. Mầm gốc rất là lực, đang lên. Hôm nọ em đo được mấy mầm gốc này khoảng được 10 cm, thì bây giờ em nghĩ nó phải hơn rồi. Ở nhà em mấy hôm nó lên được một chút rồi. Phú Thọ rất là đẹp. Đó. Ok, vì cái video clip cũng ngắn ngắn như vậy thôi. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Thì em bây giờ còn nụ rất là nhiều các bạn ạ. Đây này, cây này nụ xinh lét luôn này. Đấy, ví dụ như các bác mà bị ăn thịt lừa, bác nào mà dễ lừa thì người ta sẽ bán cho các bác những cái cây như này, nụ xanh sạch luôn này. Đấy, cây cũng thân xanh sạch luôn này. Các bác đoán thử xem đây là cái cây gì. Một đặc điểm nó là chẳng qua là nó chưa rụng lá thôi. Nó mà rụng lá đi thì không khác gì hàng rừng luôn. Đấy, thì đây chính là hàng công nghiệp. Nó là 5 cành trắng mũi hồng nha các bác nhé. 5 cành trắng mũi hồng. Đấy, hàng này thường thường thì nó rẻ hơn hàng công nghiệp một chút. Rẻ hơn hàng rừng một chút. Nhưng mà hoa cũng không phải là không đẹp nhé các bác nhé. Hoa rất là đẹp luôn. Đấy, nếu mà bác nào mới chơi mà gặp những thể loại thịt lừa, họ sẽ mang những cái cây này đi lừa này. Ok, xin mời các bác thưởng hoa 5 cành trắng Phú Thọ nở tại vườn lan rừng Thủy Cai.
Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Em xin tạm biệt các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video tiếp theo.